Rồi bên em đã thử máy làm việc ok, hoàn chỉnh lên nha. Còn cái này là giới thiệu sơ luôn, cái lúc này tăng hoặc giảm thời gian làm đá. Anh muốn chỉnh thì bấm im cái lúc đầu tiên, bấm im lúc này nè. Bấm im lúc này, giữ im trong vòng mấy giây thì nó sẽ chuyển qua C1 và mức 15. Cái này là mức 15 chứ không phải là thời gian là 15 phút, anh lưu ý nha. Bây giờ hiện tại đang chạy 15, mức 15 là nó thời gian làm đá của nó lên tới 24 hay là 25 phút gì đó. À, lưu ý cái đó. Rồi máy thì để nơi khô ráo, thoáng mát, càng thoáng càng tốt, anh dặn khách của anh là như vậy. Rồi đá thì rất chuẩn, ok anh nè. Dài chạy tầm 20 phút hả? Rồi rồi à, giờ đang mới chạy tới mới được 17 phút thôi mà đá cũng tương đối khá dài rồi. Thì cái này về anh sẽ để cho cứ để mặc định cho nó chạy một thời gian rồi nó khắc chỉnh sau, chỉnh cái thời gian làm đá ngắn lại để cho nó ra đá nhanh hơn. Còn nói khách là để nơi thoáng mát, không được cái che chắn hay là bỏ vô trong góc tường. Mấy cái đồ này nó tối kỵ nhất là bỏ vô trong mấy cái góc tủ đồ đó, để càng thoáng thì nó mới làm đá mới càng tốt và máy thọ mới tăng tuổi thọ của máy lên được. Rồi bây giờ nó đang quá trình xả đá, xả băng. Cửa thứ hai này em cài mức 15 thì đúng y 17 hay 18 phút gì đó là bắt đầu nó tiến hành xả đá. Đá dày nè. Để nơi thoáng mát, khô ráo thoáng mát, còn không có tắt bật máy thường xuyên, máy chạy 24/24, kiểm tra luôn luôn, phải kiểm tra nguồn nước, không được thiếu nước, vì thiếu nước là rất có hại cho lốc, vì máy khi đó máy sẽ chạy không, dễ hư lốc lắm.